ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅសហគមន៍ភ្នំពេញមកចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធកម្មរ៉ា 4K HDR ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចម្លែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្លះៗតែតូនតឹងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាមួយហ្នឹងនៅលើឆាកផងដែរអញ្ចឹងចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាដើរលេងមួយខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាបាទ ហើយផ្នែកនេះគឺកន្លែងតាំងបង្ហាញប្រដាប់របស់គាត់ហើយហ្នឹងគឺគាត់មានបង្ហាញជាចិត្តសម័យអំនេះហើយខាងនេះគឺ bạn khóm mà bị Advan Auto để xem nét đã score Advan Auto cứ bộ dương cứ chỉ trong hôn bị đĩa để dương thua content rồi có phải lật mình cá xem xét chạy toàn tân bị sai rồi vốn rồi có chạy cặp chia bộ dương sẽ bài chất nó không cá theo video nó của tha bê khác bom ổn cần bọn mình tới kênh bị phổ khê kênh bị HDO bom ổn và hai chị ở khoa này và thế chú sản phẩm sai bỏ trong càng nghe bỏ dương cứ bình chún tân là nấy bỏ làm biến rồi đôi chị chúng đã đăng chạy toàn tân năng đường tu chú chẳng ngon năng đồng bè bom ổn màn đăng chẳng hạn từ bóng bột đăng pi chuẩn loại bị sét đỏ cha mình thấy được bao chất sợi mai e phần bảy đậm nỉ có khe cứ chia cùng rất thiết ba này camera bờ dương được bề đại dương thọ thái dương ai xuống mới tới phục hiện nó nơi được chụp bạc đại bóng bột đại thọ thủ bề dốt đưa cổ bề ngáy dương xuống tới phục hiện nó bảy thì dương mưa chụp bạc chẳng có khe chuẩn loại bị sét bỏ biết từ nơi cả lại nằm ok mong bọn tao khi là mission complete thôi và tao bị ban bằng hai những pin bao giờ nó không ca bởi vì camera chất sợi máy e vùng bảy đào thấy hàng chất sợi máy còn ban ở cái độ dương pin tiết chẳng miễn tại ở quân tới bóng bọn tao khi để mang control không tăng nhiệt ban auto bởi dương tăng bị đam hồn đo lời nít hồn đo dương từ chúng ta mình tên là lời nắng hay cam thi bọc kế đôi chỉ cho với của mình ta lưu tham biên chia buffet tiết chẳng nhôm hộp nhà buffet rồi đấy video bây giờ còn miền đập phần đằng đá chụp nên là video khỏi tiết bye bye các bạn. Còn phải subscribe, nhấn chuông lên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.